Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi hồi ký cuốn Theo cuộc chiến của tác giả Vũ Quang Đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tập 13. Min Claymore gây sát thương tới 100m rất đáng sợ. Do được Claymore, tôi đoán chỉ còn cách hầm đầu tiên của trạm xá khoảng 5-60m, không còn an toàn nữa. Tôi lùi ra, chúng tôi nhanh chóng rút về đến nhà, lúc đó cũng đã hơn 3 giờ sáng. Dùng mưu bắt thám báo. Anh Vương Vẫn Thức, người trưởng trạm này rất có trách nhiệm. Thấy chúng tôi về, anh mừng lắm. Tôi báo cáo là lấy được mấy quả mìn có cả Claymore. Anh Vương reo lên, thế là đúng chúng nó rồi. Trời cũng đã sáng, anh Dương và tôi thống nhất một số việc nhằm quy bộ thông báo. Sáng bạch, anh Dương cử hai nam sao Liên đi theo dõi động tĩnh trạm xá. Út Liên về khu du kích báo cáo. Mặc dù phải thức cả đêm, rất mệt, nhưng không làm cách nào khác, tôi vẫn phải bảo Du sang xin anh Sáu xin chi viện và tạt qua cứ gọi anh em đến. Anh chàng Du húp vội bát cháo gà rồi cùng súng đi ngay. Cả ngày hôm đó tôi được ngủ một hơi dài lấy sức. Chúng tôi phải đợi đến 3 giờ sáng, Du mới cùng tổ chiến đấu của anh Định có mặt. Gần 5 giờ sáng, Út Liên, chị Tư, Út Hồng, anh Năm cùng 6 du kích và tổ chiến đấu của tôi gồm Thái, anh Diệm và anh Hữu cũng có mặt. Cùng đến với đoàn anh Năm, chị Tư còn có 3 người nữa. Họ là người của ban an ninh phân khu. Chúng tôi hội nghị ngay. Anh Dương cũng xin cho tổ giao liên tham gia. Anh Năm đồng ý. Theo phân công, anh Năm ở hướng chính diện, tổ anh Định chặn đường địch về Bến Cát, tổ tôi chạy đường về Rạch Bắp, anh Dương chặn hướng về Long Nguyên. Bước 1 kêu gọi đầu hàng, bước 2 nổ súng tấn công. Để đề phòng mấy người trong trạm xá kia là quân ta, các anh an ninh đề xuất diễn một vở kịch. Vì trong đội du kích, các đội viên đều ăn mặc không giống quân giải phóng, mà rất giống bọn phòng vệ dân sự. Cho nên anh Năm cùng 6 du kích và 3 an ninh sẽ đóng giả làm quân ngụy đến kêu gọi những người nấp trong hầm đầu hàng. Nếu bị họ bắn lại thì sẽ lùi ra xa, còn nếu họ đầu hàng thì đích thị là ngụy. Bàn việc xong, chúng tôi về phổ biến tinh thần trò chơi cho các tổ viên và lại ngồi đợi tin. Hơn 2 giờ chiều, anh Sao Liên canh trạm xá mới chạy về báo cáo. Có 2 tên vừa ở trong rừng về. Theo sơ đồ anh Dương vẽ, trạm xá có 5 hầm, bọn địch sẽ ở hầm cán bộ. Như vậy vòng vây phải rộng hơn, để nếu phải bắn nhau, ta sẽ tập trung được hỏa lực vào một điểm. Lập tức, chúng tôi triển khai phương án bao vây. Lúc đó cũng đã khoảng hơn 3 giờ chiều. Ở thời điểm này, bọn địch có kêu cứu viện thì chỉ huy của chúng cũng ngại. Tất nhiên chúng sẽ bị bỏ rơi. Ở hướng của tôi có Út Liên đi cùng. Cô bé bước nhanh thoăn thoắt, đúng là giao liên xịn. Gần 2 tiếng đồng hồ hành quân, chúng tôi đến điểm tập kết. Sau khi tất cả đã vào vị trí chiến đấu, theo kịch bản, đúng 5 giờ chiều, gọi là giờ G, anh Năm gọi vọng vào trạm xá. Anh em cán binh trong căn cứ nghe đây, các anh đã bị bao vây, hãy ra hàng, trở về với chánh nghĩa quốc gia. Anh Năm là người ăn to nói lớn, nên được thả sức nói, nên tính lại càng oang oang hơn. Gọi đến 5-6 lần, nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh Năm ra lệnh khai hỏa. 5 khẩu ép tay AR-75, 1 khẩu M-79, thi nhau vái đạn. Các anh du kích vừa bắn vừa tiến gần vào cứ. Mấy anh du kích hành tiến giống kiểu lính ngụy đi càn. Đầu họ lại đội mũ phòng vệ dân sự, nhấp nhô trong rừng, nên nếu bên kia có theo dõi, chắc sẽ nhận ra ngay là dân vệ. Quả như dự đoán, kiểu ầm ĩ này có tác dụng thật. Từ trong hầm thò ra một cái cờ trắng được buộc vào một cái que. Tiếp đó là một cái đầu đội mũ vái ngụy nhô lên, rồi lần lượt 2 cái đầu trần nữa lên khỏi hầm. 3 người mặc quân phục quân giải phóng giơ tay đầu hàng. Mấy anh du kích nhanh chóng tiến tới thu vũ khí và trói lại. Vì diễn biến trận đánh quá thuận lợi, nên chúng tôi, kể cả bên anh Định, im lặng theo dõi. Bị bao vây thế này, nếu là quân ta, chắc chắn phải chống trả.
chứ bắn hết đạn thì sẽ không để cho địch bắt. Nhưng những tên lính này không bắn trả phát nào mà đã giơ tay đầu hàng ngay. Quá hèn, không phải địch thì còn là ai nữa? Hai anh du kích nhảy xuống hầm thu chiến lợi phẩm được hai bồng đầy, trong đó đựng cơm sấy, hộp cá, hộp thịt lợn, thịt bò khô, cà phê, bột chanh, hộp sữa, 3 khẩu AK, 12 băng đạn đầy, hơn 20 quả lựu đạn và 4 quả mìn Claymore, nhưng không có điện đài. Vì chốt đóng vai địch nên anh Năm phải tiếp tục vợ diễn. Ban đầu những tên ngụy im lặng, sau thấy quân ta thật nên buộc mồm khai là ngụy. Chúng khai đơn vị, tên chỉ huy và còn giờ cái gì đó như là tín vật để làm tin. Lại được mấy anh an ninh khôn khéo khai thác nên chúng khai ra hết, kể cả cho cấp dưới điện đài. Trận đánh chỉ diễn ra khoảng gần một tiếng đồng hồ, nhưng thời gian hỏi cung lâu quá, chúng tôi ở ngoài gặm hết nắm cơm cá khô, tu gần hết bì đông nước mà hỏi cung vẫn chưa xong, sốt ruột. Bắt thám báo, nhiệm vụ của chúng tôi cũng có thể nói là xong rồi, ở lại cũng không tác dụng gì, nên tôi xin phép anh Năm rời căn cứ. Lúc đó cũng đã khoảng hơn 9 giờ tối, anh Định cũng xin rút quân. Anh Dương thì muốn giữ chúng tôi ở lại để liên hoan một chút, nhưng chúng tôi từ chối. Không phải mình không thích mà lúc này về nhà mình vẫn an toàn nhất. Trời tối thui nhưng với chúng tôi cất rừng về nhà không khó lắm. Tháng 8 năm 1974, chiến trường miền Đông lại càng nóng. Một phút lờ đãng, chúng tôi về đến nhà cũng đã gần 2 giờ đêm. Anh em cảnh giới bảo là anh Bảy vẫn đang họp, anh em trong tổ về hầm nghỉ, còn tôi thì phải đến anh Bảy báo cáo. Vừa tụt xuống hầm đã đụng hai người lạ. Trong hầm còn có anh Quý, anh Tư, Thái và Kính, tất cả đang ngồi quanh tấm bản đồ địa bàn. Anh Bảy giới thiệu khách là các trinh sát công trình 7, một anh tên là Thông, đại đội phó, anh kia tên Cường, trung đội trưởng. Các anh muốn tìm hiểu tình hình đường 13 và Lai Khê. Sau khi chào hỏi xã giao, tôi tranh thủ báo cáo kết quả công tác. Anh Bảy nghe mà cứ gật gù. Động tác biểu cảm này tôi chưa thấy có ở anh bao giờ. Tôi báo cáo xong, anh Bảy buông cho câu: các em làm được như thế là đạt yêu cầu rồi. Về rửa mặt xong lại đây họp ngang. Tôi ngứa người, nhớ ra là mình vẫn còn khoang khoét, chưa tẩy trang. Lúc bấy giờ mới thấy hai anh công trường 7 cười. Thì ra lúc tôi nhảy xuống hầm, các anh hơi ngạc nhiên vì không có ai báo cáo xin phép trước. Lúc đó họ mà tưởng tôi là biệt kích đột nhập thì thật hú hồn. May là không có chuyện đó xảy ra. Lên khỏi hầm, tôi rẽ sang hầm hậu cần. Nơi đó anh nuôi Long đang hí húi nấu cháo. Nghe trình dạo này đơn vị được cung cấp đầy đủ nên có cả gạo nấu cháo đêm. Từ tháng 12 năm 1972, chúng tôi lại được đoàn hậu cần 814 cung cấp lương thực, thực phẩm, hỏa khí, có vẻ dễ hơn 1971. Chào anh nuôi một câu xong, tôi nhảy xuống suối tắm. Nước đêm khá lạnh, lại ngụng một hồi sạch sẽ, tôi lên bờ về hầm, thay bộ quần áo để đi họp. Vì là người dự họp muộn nhất nên tôi được ngồi ở cửa hầm cho thoáng. Nói như bây giờ là ngồi ở chỗ người đời bảo là trầu rìa. Cũng vì đến sau nên tôi không hiểu đầu cua tay nheo nội dung cuộc họp. Còn sâu ngủ bò khắp người, hai mắt díp lại, tai không còn nghe được gì nữa. Chỉ đến lúc anh em đồng thanh nói rõ, tôi choàng tỉnh. Anh em lục đục ra về, tôi cũng đứng dậy vươn vai định về thì anh Bảy gọi giật lại. Trong hầm chỉ có 4 người, anh Bảy, anh Quý, anh Tư và tôi. Vẫn với giọng đều đều, anh Bảy nói: địch tăng quân, quyết tràn ngập lãnh thổ, vì vậy cấp trên yêu cầu chúng ta A, B, C. Anh Bảy nói xong thì đến anh Quý nói. Tiếng nằm eo lại càng khó nghe. Tôi nghe chỉ để mà nghe chứ không hiểu gì cả. Chính trị viên lúc nào chẳng nói, chúng ta lại đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới. Vẫn là phải cầm súng chiến đấu, thế thôi. Tóm lại là các chỉ huy muốn trong chiến dịch mùa khô năm 1974, đơn vị sẽ giúp trinh sát
công trình 7, điều nghiêng nắm tình hình địch Lai Khê, đường 13 và 14, thế thôi. Công trường 7 là quả đấm thép của miền, sao phải nhờ các loại mắt mũi của chúng tôi? Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy và ngồi im. Mọi năm, các công trình 5, 7, 9 và nông trường 10 đưa quân xuống đánh địch, nhưng chỉ theo chiến dịch. Đánh xong, họ rút về R, để lại cho địa phương những trận càn ác liệt. Bị địch dồn ép liên miên, bộ đội và du kích địa phương phải phân tán lực lượng chạy càn chí mạng. Nhưng Bắc Sài Gòn gia định này có tới 31 đội chiến đấu như chúng tôi. Bên cạnh đó là các trung đội, tiểu đội đặc công, biệt động độc lập, hoạt động đơn lẻ, không đủ sức chiến đất, giữ dân, nên chỉ đánh những trận nhỏ gọi là bám đất mà thôi. Theo quy định, tất cả kết quả chúng tôi điều nghiêng được đều phải chuyển lên trên. Bây giờ các bác công trình về thì chúng tôi cũng rút, có gì đâu mà các chỉ huy cứ rào trước đón sau. Nói cho chính xác là chúng tôi phải có nghĩa vụ làm theo yêu cầu của đại quân. Chính các công trường mới là lực lượng giải quyết chiến trường, giúp chúng tôi có động lực kiên cường bám trụ hơn. Nếu dịp này họ giải phóng được nơi đây như Lộc Ninh thì quá sung sướng. Anh Bảy kết luận: việc Lai Khê chú Tư lo nhé, anh Quý cùng Tổ Thái và Khải lo đường 13, Kính và Lâm đi đường 14. Người ta ít, địa bàn rộng, thời gian đòi hỏi gấp, nên mọi người phải giáng lên một chút. Tôi biết anh Bảy biết tôi mệt nên rút ngắn cuộc họp. Quả thật đêm ấy tôi ngủ quên chết. Sáng hôm sau cả tổ chúng tôi vì anh nuôi lòng đánh thức mới dậy được để ăn cơm trưa. Một xong cơm đầy nóng hổi, có thịt lợn muối, cá hộp, canh chua và thêm món giá đỗ luộc, nước giá đỗ uống no để đỡ khản cổ. Ăn xong, đồng hồ của Thái 3 kim chập 1 chỉ đúng ngọ. Tôi đến hầm anh Bảy. Anh Bảy bảo tôi cùng xem bản đồ. Anh giải thích: từ đầu tháng 4 đến giờ, quân ta đồng loạt tiến công vào các chốt của địch trên đường số 7, từ Bến Cát đến Rạch Bắp, An Điền và hệ thống phòng thủ ngã ba Phú Thứ, gọi tắt là chiến dịch Bến Cát. Địch xua quân tái chiếm Thanh An, Thanh Tuyền và làng 10 Dầu Tiếng, nhưng bị công trường 7 và 9 trận đánh. Một tuần nay, sư đoàn 5 của Ngụy ở Lai Khê đưa quân lên án ngữ đường 13, tỉnh lộ 14, đánh phá vùng giải phóng rất ác liệt. Bên Củ Chi, sư đoàn 25 củng cố cứ điểm Đồng Dù, bọn Ngụy quyền liên tục đóng ra các xã vùng Bắc Củ Chi. Chúng dồn dân, bắt lính, bắt người dân tham gia phòng vệ dân sự, phòng vệ xung kích. Các làng ấp đều đào hầm, cắm trông, rào kém gai để che chắn cho chúng. Ở thế rằng con này ta phải làm sao? Anh Bảy ngước nhìn tôi. Tôi đọc được vị ông anh lại thăm dò nên nói: vậy là anh biểu em sang Củ Chi chuẩn bị Đồng Dù phải không? Anh Bảy cười đáp: đúng thế, ba ở Củ Chi nhiều hơn. Trừ sang bến, bọn 25 cậy lực lượng thiện chiến rất hung hãn, nhất là bọn biệt động quân và bọn Bình Định. Ác ôn rất điên cuồng, bọn biệt kích thám báo hoạt động rất mạnh, sẽ dữ lắm đấy. Ông anh tinh quái của tôi đã làm hai việc: một là bốc tôi lên tận mây xanh, hai là giao nhiệm vụ với lời dặn dò rất chu đáo. Ai có thể cư anh chứ tôi thể không. Bao năm sống chung, anh em tôi rất hiểu ý nhau. Và hơn ai hết, trong đơn vị, anh Bảy luôn nhường cho tôi những việc không ai dám nhận. Năm 1970, giao cho anh Tư sang Đồng Dù chỉ trong vòng 10-15 ngày gì đó. Đi 4, chỉ có anh Tư về một mình. Đầu năm 1971, giao cho anh Dòng sanh tiếp, nhưng đi 4 về 2, chỉ có tôi sang là không biết người nào. Tất nhiên cũng bị thương, kể cả tôi cũng bị dính đạn một lần. 5 năm chúng tôi quanh quẩn ở Đồng Dù, như thế cũng được coi là trường thọ. Của đáng tội, bây giờ nhớ lại lúc ấy, dù có là thầy cãi, giỏi đến mấy cũng không thể chối từ được cách anh Bảy giao việc cho cấp dưới. Hơn nữa còn làm mệnh lệnh chuẩn bị cho trận đánh lớn sang vùng đất thép.
Chúng tôi có 3 ngày chuẩn bị, không biết chọn ngày tốt ngày xấu. Tôi lại dẫn tổ vượt sông Sài Gòn sang An Phú, Củ Chi, chuyến đi an toàn chót lọt. Trước lúc xuất quân, anh Bảy đưa cho tôi một tờ giấy được xé ra từ quyển nhật ký ghi công của anh. Trong đó ghi các đầu việc phải làm, các địa chỉ cơ sở cần liên hệ và mật khẩu, tín hiệu, quy ước liên lạc với cơ sở của 6 xã Nhuận Đức, An Nhân Tây, Phú Hòa Đông, Tân Phú Trung, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội. Tuy nhiên trong thời gian ở Củ Chi, tôi chỉ đến được 3 xã An Nhân Tây, Nhuận Đức và Phú Hòa Đông, còn 3 xã không đến được. Trong tờ giấy đó có cả tên người chỉ huy của một số đơn vị du kích và 3 chữ Trúc Quyết Thắng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh Bảy như Khổng Minh, quân sư nhà tộc Hán trong Tam Quốc Chí, trao túi gấm cho tướng ra trận, dặn lúc nguy cấp thì mở ra và cứ làm như thế rất kỹ lưỡng. Ở đơn vị này chỉ có tôi và anh Tư là ở với anh Bảy lâu nhất, từ năm 1969. Từ lúc đơn vị đa số là anh em miền Nam, nay chỉ còn một mình anh Bảy. Nếu tính từ đó đến cuối năm 1974, nhiều lần được bổ sung quân, lần lượt hy sinh, bị thương, phải truyền về phía sau, thì ba chúng tôi cũng được gọi là cao số nhất. Sát cánh bên nhau nhiều năm, tôi biết anh Bảy là người không tính kỹ nhưng rất tỉ mỉ, thận trọng trong công việc. Mỗi lần dẫn tôi đi gặp cơ sở, kể cả ở Bến Cát, Thủ Dầu Một, Lai Hưng, Củ Chi, là tôi lại học thêm được ở anh một vài kinh nghiệm, nhất là cách tiếp cận làm công tác dân vận với cơ sở. Lần nào cũng vậy, chúng tôi đến và lặng lặng đi. Tôi luôn được làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu có sự cố sẽ là người hy sinh trước tiên. Thế mà nay ông anh cho tôi biết hết các đơn vị bạn và cơ sở ở Củ Chi thì không phải là phá vỡ nguyên tắc giữ bí mật hay sao? Các địa chỉ này đều lấy những người chí cốt giúp cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp, vượt qua luật 10 năm 9, qua Mậu Thân 1968, và đến bây giờ trong danh sách anh Bảy giới thiệu có cả những gia đình có người thân khoác áo ngụy. Khi gặp họ, tôi nói đúng mật khẩu thì được đối đãi hết sức chu đáo, tận tình. Đặc biệt có một cơ sở ở chi khu Củ Chi, tôi không biết mặt, đã cung cấp cho chúng tôi bản đồ căn cứ Đồng Dù, tuy vẽ bằng tay nhưng rất chi tiết. Đây là tài liệu rất quý, bởi vì rất mấy năm trời chúng tôi điều nghiêng mà cũng không biết diện tích thật của căn cứ Đồng Dù là bao nhiêu. Có người bảo là 10 cây số vuông, có người bảo 7 cây số vuông. Chúng tôi không đi hết được căn cứ mà chỉ biết là nó rất rộng, vào đó rất dễ bị lạc. Này có được bản đồ từ chính người ở đây vẽ cho thì còn gì bằng. Chúng tôi vừa về An Phú 4 ngày thì đã phải trốn càn, không dám vượt sông Sài Gòn vì giang thuyền của địch tuần tra dày đặc, không dám xuống địa đạo vì sợ bị hun khói độc. Chúng tôi chia thành 2 nhóm để bảo đảm an toàn. Anh em chúng tôi chạy ra bờ rạch hoặc bờ sông, vùi người xuống bùn. Có hôm địch càng từ sáng đến chiều tối mới chịu rút. Lên bờ, chân tay chúng tôi anh nào cũng bùn rùn, đứng cũng không vững. Cuối năm 1974, thời thế đã thay đổi. Bị tật tấn công liên tục, sư 25 ngụy bắt đầu có dấu hiệu co lại, lính ngụy đào ngũ gia tăng. Có ngày du kích Củ Chi tiếp nhận cả một tiểu đội ngụy đầu hàng. Ở An Phú, Trung Lập Hạ có nhiều tên lính ngụy chạy vào rừng tìm giải phóng để nộp vũ khí. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, sư 25 ngụy ở Đồng Dù cho đào hào, đắp lũy, tăng hàng rào dây thép gai, cài thêm các loại mìn chống xâm nhập và nham hiểm hơn. Chúng đưa gia đình quân nhân vào cứ, lập thành khu gia binh để làm bia sống đỡ đạn cho chúng. Cũng từ tháng 10 năm 1974, ở Củ Chi, các lực lượng chính trị ở vùng địch chiếm đóng tăng cường công tác địch vận. Các lực lượng vũ trang của ta dùng chiến thuật đánh lấn từng bước bao vây, cô lập các chốt và các căn cứ, làm địch tan rã từng mảng. Người dân ở các làng ấp bắt đầu công khai đấu tranh với chính quyền ngụy ở địa phương.
chống bắt thanh niên đi lính, đòi phá bỏ ấp chiến lược. Chúng bắt sâu, đào hào, cắm trông, du kích các xã ở Củ Chi, truyền thư của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, kêu gọi binh sĩ địch đào, giã ngũ hoặc ra hàng, làm cho nội bộ địch càng lục đục. Nhiều đội phòng vệ dân sự, phòng vệ xung kích, canh gác ban đêm của địch bí mật liên hệ với du kích xin đầu hàng. Họ sẵn sàng dẫn đường cho quân giải phóng, diệt át, phá kềm, triệt hạ đồn bốt, chất canh. Bởi vậy bọn chỉ huy sư 25 ngụy ở Đồng Dù càng điên cuồng xua quân đi càn quét, thì binh lính của chúng lại càng phải dè chừng, nơm nớp lo sợ bị tấn công. Tối đêm, chúng tôi lại đi liên hệ với các đơn vị du kích, nhờ các anh chị dẫn đường để vẽ bản đồ các chốt vành đai căn cứ Đồng Dù. Các chỉ huy du kích đều rất nhiệt tình, trong đó có anh Hai Mạnh ở An Phú thường xuyên dẫn chúng tôi đi. Anh có 4 người con, thì trai cả 17 tuổi, gái thứ 15 tuổi, đều tham gia du kích, làm liên lạc, dẫn đường rất nhanh nhẹn. Cũng may cho chúng tôi, từ tháng 12 năm 1974, nhiều chốt vành đai của Đồng Dù bị ta tấn công, san phẳng và tự tan rã. Nhiều chốt lính ngụy chính quy hẳn hoi cũng bỏ của chạy lấy người. Thời hạn anh Bảy giao sắp hết, không hiểu mấy chiến đấu viên của tôi nghĩ gì mà anh Diện than thở. Hồi ngoài Bắc tôi được nghe Củ Chi kiên cường lắm, nay được đến tận nơi mới biết ác liệt thế nào. Mang tiếng ở đây rồi mà không được đánh trận nào thì tiếc quá. Tôi nghe biết ngay là anh hữu xui, vì Thái và Du không bao giờ đề nghị đi đánh nhau cả, duy chỉ anh hữu là máu chiến. Tôi hỏi anh em, có nên làm một trận không? Đúng như tôi nghĩ, anh hữu nói ngay, phải thử một trận tổ trưởng ạ. Tôi nhìn anh em, có vẻ ai cũng muốn đánh. Thái nhìn tôi chỉ cười, kiểu cũng đồng ý. Tiểu số phải theo đa số, tôi bảo, được, tất cả hãy chuẩn bị. Thực ra về nguyên tắc là không được, nhiệm vụ sang đây chỉ là đi điều nghiêng Đồng Dù thôi, nhưng tôi cũng muốn đánh một trận, nhiều cơ hội tốt quá, bỏ thì tiếc. Gần cuối tháng 11, anh em tôi phục kích một toán biệt động quân ở đường đi của xã An Nhân Tây, hình như là đường 15, đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi bây giờ, bằng một quả Claymore và 3 quả lựu đạn. Chúng tôi hạ được 6 tên địch, bắt được 1 tên, mấy tên ngụy không trúng mìn, bỏ cả đồng bọn chạy mất tăm. Tên tù binh chúng tôi bắt được khai tên là Tám Thành, sinh năm 1945 ở Lái Thiêu, cấp bậc thượng sĩ nhất. Nó vẽ được bản đồ bố phòng của căn cứ Đồng Dù khớp với những gì chúng tôi điều nghiêng được. Vì tên lính bị thương gãy ráng chân trái nên không thể chuyển đi xa được, chúng tôi đành phải thả. Chúng tôi nhờ anh em du kích đón xe đỏ và 3 người phụ nữ ra giúp. Trước khi thả Tám Thạnh, chúng tôi còn cho thêm tù binh 2 viên vitamin K cầm máu. Tám Thạnh khóc như mưa, còn ánh lái xe đỏ thì thay mặt nó cảm ơn rối rít. Tháng 8 năm 1975, chúng tôi vô tình gặp lại Tám Thạnh trên đường gần thị trấn Củ Chi khi cùng vợ đang bán nước rửa. Anh ta kể, về đến nhà, gia đình đưa tôi đi nhà thương ở Sài Gòn, thế là bị cưa mất cái chân, nhờ thế mới được sống mấy vợ con. Chỉ vợ cứ khóc và cảm ơn giải phóng không giết chồng mình. Anh chồng chặt dừa mời chúng tôi uống, tất nhiên là phải uống rồi, bởi đó là công tác dân vận và cũng là một cách thể hiện hiện chí. Anh Diện rút tiền ra trả, giá một cốc nước dừa là 15 đồng tiền mới giải phóng. Chị vợ quyết không nhận, chỉ đến khi tôi giải thích về kỷ luật của bộ đội Cụ Hồ, không được tơ hào mũi kim sợi chỉ của dân, thì chị ta mới nhận. Công tác điều nghiêng Đồng Dù của chúng tôi đang bon thì giữa tháng 11 năm 1974, anh Bảy cho liên lạc mình sang gọi chúng tôi về. Rất bất thường. Tai họa. Liên lạc mình rất kín tiếng, không nói tình hình ở nhà cho chúng tôi. Tuy nhiên, với linh tính của mình, tôi đoán ở nhà có chuyện không lành. Quá mệt vì vừa phải đụng độ với địch và xử lý một loạt những việc không tên, ai cũng mệt, thế nhưng anh Bảy gọi thì phải về.
Ngày đêm đó, tôi và anh Diệm cùng Minh liên lạc vượt hai sông Sài Gòn và Thị Tính để về nhà. Gần sáng mới về đến nơi. Ở lại Củ Chi, sáng hôm sau, Du và Thái về Nhuận Đức để thông báo xin cất việc với các anh du kích vì nhiệm vụ đột xuất. Anh Hữu ở cứ đợi Thái và Du, mãi đến đêm hai chiến đấu viên mới được trở về. Nhưng lại là chuyện chẳng lành, Thái phải cõng Du với cái đùi phải bị bết máu, hai người bị phục kích. Thái kể, vừa ra khỏi cứ của du kích được một đoạn thì gặp một toán địch đi trên đường. Chúng phát hiện ta trước nên nổ súng bao vây. Thái bắn được 3 quả B-40, Du bắn hết 2 băng AK. Nghe tiếng súng, các anh du kích chạy ra hỗ trợ mới thoát được. Anh Hữu băng thêm vết thương cho Du xong, ba anh em vẫn quyết định vượt sông để về. Thế là ba anh em dắt díu nhau đi. Ban đầu Du còn hăng máu, không cần ai dìu. Sau đó tốc độ hành quân bị chậm lại do Du ngấm đau. Anh chàng đuối dần, chống gậy một mình mà đi không nổi, buộc Thái và anh Hữu phải thay nhau dìu. Đêm nước sông Sài Gòn dâng cao rất lạnh, thủy triều dâng nước lên từ từ khiến lòng sông thêm rộng. Ba anh em lặng lẽ vượt sông, Du rất mệt. Anh Hữu và Thái đẩy bè bằng 3 chiếc bồng gói vào một tấm ni lông nên tốc độ bơi bị chậm lại. Lên bờ, anh Hữu thay băng cho Du để tránh nhiễm trùng. Vì vẫn phải vượt qua sông Thị Tính nên anh Hữu và Thái gửi Du ở trạm giao liên của Út Liên. Sau đó anh Năm và chị Tư đón Du về cứ để Út Hồng chăm sóc. Hai người này sau thành vợ thành chồng. Anh Hữu và Thái vượt sông Thị Tính để về nhà. Chúng tôi về đến nhà, mặt trời bắt đầu lên. Sau một đêm vội vã, mặt anh nào anh nấy đã tái mét, chân tay rã rời. Tôi bảo anh Diệm về hầm nghỉ, còn mình đến hầm anh Bảy báo cáo. Không khí đơn vị lạnh tanh, đúng là có chuyện thật rồi. Trong hầm có một chiến sĩ mới đang canh chừng. Anh Bảy nằm trên võng, tấm rủ hoa phủ kín người, có mùi hôi của vết thương. Võng bên cạnh là của Long anh nuôi, cũng đắp tấm rủ kín đầu. Cả hai người đang li bì sốt. Tôi gọi anh Bảy thì trong tấm rủ bàn tay xương sẩu của anh thỏ ra. Anh vẫn biết và nhận ra tôi. Anh nắm chặt tay tôi. Ông anh tôi bị tới 4 vết thương, mảnh nặng nhất cắm vào sườn. Còn bên kia, anh nuôi Long chỉ bị thương nhẹ vào cánh tay, nhưng lại lên cơn sốt rét. Tôi hỏi liên lạc Minh. Anh em đâu hết rồi? Minh trả lời. Để em đi gọi. Nói xong, Minh nhảy ra khỏi cửa hầm. Một lúc sau, 7-8 người đến. Tôi nhìn toàn thấy những gương mặt lạ hoắc vì họ là tân binh. Một lúc lâu sau, các anh Tư, Kính, Tâm, Khải mới đến. Hầm chật nên tất cả phải ở trên khơi. Bình thường có lẽ phải nhắc nhau đứng hay ngồi sát cửa hầm, có gì còn nhảy xuống cho kịp. Nhưng vì nhà đang có việc nên tất cả đều quên cả nguy hiểm. Thì ra sự tình là thế này. Ngày đầu tuần xuất quân, anh Bảy đã bị thương nhưng không chịu đi viện. Chính trị viên Quý thay anh Bảy chỉ huy, vừa vào trận đã bị thương lần thứ hai, phải đi viện điều trị. Đơn vị mất thêm 4 người, tổ của Tâm 3, tổ của Khải 1. 3 người bị thương, tổ của Kính 2, tổ anh Tư 1, đều đánh ở Lai Khê và đường 13. Ở Lai Khê thì bị trúng pháo do địch bắn quặm, còn do đường 13 thì bị trúng pháo mù và bom tọa độ. Không có trường hợp nào dính đạn AR-15 bắn thẳng do phải đánh đối mặt. Đơn vị được bổ sung 6 chiến sĩ mới nhưng đều còn rất bỡ ngỡ. Anh Tư chỉ huy thay anh Bảy nhưng không dám quyết nên bảo liên lạc Minh sang gọi chúng tôi về. Quá xót xa, tôi nói với các anh em chuyển anh Bảy và các thương binh đi viện ngay lập tức và nhờ anh Tư biết đường đưa đi. Tâm dẫn tổ đi theo bảo vệ. Lúc này tôi mới chợt phát hiện là thiếu tổ trưởng Thái. Tôi hỏi thì anh Tư trả lời Thái đi công tác đã 14 ngày chưa về, không thể gọi về được vì không biết ở đâu. Tiếng bom pháo ở đường 13 vẫn vọng về dồn dập, máy bay địch gào rú ầm ĩ, nhưng tôi vẫn quyết cho anh em đưa thương binh đi. Lúc này cần khẩn trương chữa lành vết thương cho thương binh đã. Tiến anh Bảy
Tôi nắm tay anh và nói: anh yên tâm, em về đây rồi. Anh Bảy nắm tay tôi, cố gắng nắm chặt. Bàn tay rất nóng, nóng vì sốt nhiễm trùng nặng, chứ không phải nhiệt tình của một người khỏe khoắn. Nhưng tôi biết anh rất mừng vì tôi đã về. Đợi anh Bảy đi khuất, tôi quay lại hỏi Minh liên lạc: sao các em không dùng mật ong cho các chiếm thương? Minh đáp: bi đông mật ong chỉ còn một nửa, anh Bảy nhường hết cho anh em thương binh và anh Quý. Chúng em cũng dò cho anh được vài lần. Nhưng tôi hỏi tiếp: mảnh đạn lấy ra chưa? Người lính mới thay Minh trả lời: anh Kính đã rút mảnh cho anh Bảy rồi ạ. Hàng ngày có rửa nước muối, băng bó cẩn thận, nhưng không hiểu sao vẫn nhiễm trùng. Tôi bảo: nó là mảnh pháo em ạ, nếu là mảnh bom thì xong rồi. Tôi tất cả đi nghỉ đi. Về hầm, tôi ngả lưng một chút, cũng đã quá mệt, nhưng đầu óc quay cuồng. Công việc bắt đầu đến vai nên không ngủ được. Ba võng bên là Thái, anh Hữu, anh Diệm vẫn thức nhưng nằm im. Họ biết tôi đang bối rối nên giả vờ ngủ say. Buổi chiều tôi cử anh Diệm thay Long làm cấp dưỡng. Hai tân binh vừa dứt cơn sốt, tôi không biết tên. Họ có nói tên nhưng không nhớ, cũng tự giác xuống bếp giúp anh nuôi. Người tân binh tôi gặp ở hầm anh Bảy lúc vừa về cũng tên là Minh, y tá mới. Tôi cử luôn về tổ hậu cần của anh Diệm, vì tôi cũng biết là y tá nên không cử đi theo đoàn anh Tư. Nhưng không sao, là người cẩn thận, anh Diệm đến từng hầm đếm người để nấu cơm. Một buổi trưa ăn cơm có canh chua, cá hộp, giá đỗ trần. Người ăn mà đắng ngắt. 5 ngày trời chúng tôi chờ đợi, anh Tư và anh em đưa thương mới về. Chuyến đi không gặp nguy hiểm, nhưng đường đến quân y xa quá. Dù đã quá nửa đêm, anh Tư vẫn đến hầm tôi. Hai anh em ngồi ở cửa hầm trao đổi với nhau. Anh Tư kể về vùng giải phóng và những đoàn quân xe pháo rầm rập về xuôi. Mọi chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng chúng tôi vẫn trở về với thực tại. Đơn vị sẽ làm gì bây giờ? Phía Lai Hưng, Lai Khê, Bầu Bằng, đồng pháo vẫn y ung vọng về. Chắc ở đó bộ đội chủ lực đang giằng co với địch. Trước khi về hầm nghỉ, anh Tư bảo: anh Bảy dặn anh em mình phải cố gắng bảo toàn lực lượng, củng cố đội hình. Anh Tư đi khuất, tôi định xuống hầm nghỉ thì người thấy mùi thuốc lá toang thoảng. Không phải là lá cỏ ke, một loại lá rừng được những anh lính nghiện phơi khô, thái ra thành thuốc lá, mùi rất khét. Không phải mùi thơm của ruby quân tiếp vụ. Ngồi thuốc này thơm nhưng khen khét. Tôi xách súng lần ngược theo hướng gió. Tiêu rồi, ánh lửa lập lòe. Thì ra anh lính gác đang hút thuốc. Chết chứ lị. Tôi hỏi: ai đứng gác đây? Đáp: báo cáo em. Thì ra là một tân binh. Tôi bảo: dập thuốc ngay đi em. Điếu thuốc được dập nhưng mùi thơm vẫn lan theo gió nhẹ nhẹ. Chắc người tân binh đó biết lỗi nên im lặng. Tôi hỏi: em gác lâu chưa? Đáp: em vừa thay phiên được nửa tiếng rồi anh ạ. Tôi nói: thôi em đi nghỉ đi, để anh gác cho. Người lính lững lự, tôi giục: về nhanh hầm đi, không mùi thuốc tỏa ra rộng hơn đấy. Nghe vậy chẳng tân binh mới rời khỏi vị trí và về hầm. Đó là chiến sĩ mới ở tổ của Tâm. Đơn vị bỗng dưng lại noi ra mấy anh lính nghiện thuốc lá, gay thật. Theo quy định, tất cả ai nghiện thuốc lá đều phải cai. Không phải chúng tôi gây khó khăn, mà đơn vị đã từng bị trả giá. Đó là một bài học không đẫm móng nhưng ngán đến chết. Đầu năm 1970, ở căn cứ Bầu Đưng, chỉ vì mấy chiến sĩ hút thuốc lá bị nhắc nhở nên bực tức vứt điếu thuốc lá đang hút dở ra rừng. Bầu thuốc đó vẫn âm ỉ cháy và mùi thơm lan ra rất xa. Thế là chúng tôi ăn đòn. Có khói, máy bay, cá rô và bọn biệt kích Mỹ tìm tới. May là có mấy chiến sĩ ngồi trên khơi phát hiện ra trước nên báo động kịp. Dù trận đó không có thương vong, nhưng chạy cả ngày vì bị bom pháo bắn vô tội vạ. Máy bay cá rô eng eng sắp gọn le. Trực thăng chiến đấu bắn rocket liên hồi vào tất cả các bụi rậm, gốc cây, tổ mối.
còn pháo thì bắn theo làn, không biết đâu mà tránh. Từ đó đơn vị kiên quyết không cho ai hút thuốc lá nữa. Tôi ngồi thu mình quan sát, xung quanh vẫn tĩnh lặng. Mùa khô, gió nhẹ, nhưng lá rừng vẫn rơi xào xạc. Thế rồi đêm trôi qua cũng nhanh, mặt trời ở phía đông hừng sáng. Anh nuôi Diệm và các phụ tá dậy xuống nấu cơm, vắt cho mỗi người một nắm suất trưa, là suất cơm phòng ngừa nếu phải đánh nhau thì cũng có cơm nắm để ăn, và chia cơm sáng cho các tổ. Một tân binh tôi không biết tên thay tôi cảnh giới. Tôi trở về hầm, các tổ trưởng đều có mặt, trừ tổ trưởng Thái chưa về. Anh em lần lượt kể lại tình hình hoạt động của tổ, khó khăn và đề nghị. Tất nhiên nghe để biết chứ không phê phán gì cả, bởi chiến trường là vậy, mỗi lần rút kinh nghiệm đều kèm theo máu đổ, thương vong. Đây không phải là lần đầu chúng tôi bị như rắn mất đầu, nhưng lần này cả anh Bảy và anh Quý bị đi viện không biết bao giờ mới về. Theo quy ước, tôi thay anh Bảy phụ trách đơn vị. Do đó, sau khi nghe anh em báo cáo, tôi yêu cầu mọi người thảo luận về ba việc. Một là sắp xếp lại đội ngũ. Thực ra chỉ là phân công tân binh về các tổ cho phù hợp nguyện vọng anh em, một cách để ổn định tư tưởng. Hai là tiếp tục tổ chức đánh địch theo kế hoạch tác chiến mà anh Bảy, anh Quý làm dở dang. Ba là khẩn trương vẽ bản đồ điều nghiêng đồng xu để chuyển lên cấp trên. Việc này tôi giao cho anh Hữu hoàn thiện. Về 6 tân binh bổ sung cho các tổ kính 1 người, cải 2 người, tâm 2 người, trường hợp binh y tá chuyển sang tổ hậu cần. Tôi cũng đề nghị anh em đồng ý để anh Diệm làm tổ trưởng tổ hậu cần, gồm 4 người là anh Diệm, Minh Liên Lạc, Minh Y Tá và Long Anh Nuôi. Tất cả đều nhất trí. Đến phần nhiệm vụ cụ thể, tôi đề nghị anh Tư phụ trách thêm 2 tổ của Kính và Tâm, còn tôi cũng thêm 2 tổ của Khải và Thái, mặc dù Thái vẫn chưa về. Như vậy đơn vị hình thành 2 mũi chiến đấu. Trước mắt anh Tư tiếp tục lo hỏa khí cho đơn vị, còn mũi của tôi sẽ đi nghiên cứu thực địa đường 13. Các tổ có tân binh, tranh thủ hướng dẫn nghiệp vụ theo cách vừa học vừa làm để anh em có thể nhập cuộc được ngay. Sau cuộc họp, tất cả đều khẩn trương vào việc được phân công. Sau 3 ngày, tổ anh Tư đi liên lạc với hậu cần 814, lấy về được 8 bao cát Mỹ, thuốc TNT, gần 2 tạ thuốc nổ, 50kg hợp chất C4, đạn B40, AK và kíp mìn. Nếu cộng với hàng tồn kho thì số hỏa khí anh Tư lấy về cũng đã tạm ổn. Ở nhà anh Diệm đã lo đủ gạo, muối, cá khô, đồng thời lấy cây le đan được hơn 20 khuôn mìn định hướng các loại. Tổ của Khải cũng lắp hỏa cụ được hơn 30 quả mìn, loại 2 lon, 3 lon, 4 lon và 5 lon. Sau 4 ngày bám địa bàn Lai Hưng, Lai Khê, anh em trinh sát của Khải và Thái B40 về báo cáo. Đường 13, đầu xã Lai Hưng có một toán lính ngụy khoảng 30 tên, thường xuyên đi tuần. Chúng chia làm 2 nhóm, đi bộ, không có xe xích đi kèm yểm trợ. Chúng đi cách nhau khoảng 10 đến 15 phút, có vẻ là khiêu khích hoặc thăm dò. Có thông tin tôi và anh Tư cho họp đơn vị, là người được anh Bảy giao cho bám địa bàn. Anh Tư cho rằng đây là bọn biệt động quân của sư năm, chúng thường nóng ra để câu nhử ta. Tổ trưởng Kính được phân công chuyên bám đường 13 cho rằng do quân ta đánh mạnh ở phía Bầu Bàng, Phước Long nên địch tung quân ra giữ đất, giữ căn cứ. Tất cả anh em cũng tán đồng với ý kiến của cả anh Tư và Kính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 13 Cuốn theo cuộc chiến của tác giả Vũ Quang Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.